Copa America 2019 dành cho các tín đồ bóng đá. Bên cạnh giải bóng đá vô địch thế giới World Cup và giải bóng đá vô địch châu Âu Euro thì giải bóng đá vô địch Nam Mỹ Copa America cũng là một giải đấu lớn thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ bóng đá thế giới. Bởi lẽ giải đấu luôn quy tụ nhiều đội bóng mạnh nhất thế giới như Brazil, Argentina, Uruguay. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu thế giới như Messi, Neymar, Suarez hay Sanchez. Copa America năm nay được tổ chức tại Brazil, kéo dài 15/6 đến ngày 7 tháng 7. Quy tụ 12 đội bóng chia ra thành 3 bảng đấu. Đáng chú ý bên cạnh các đội bóng của Nam Mỹ thì năm nay, giải đấu có thêm 2 đội bóng khách mời đó là Qatar, chủ nhà World Cup 2022, và đội bóng đến từ châu Á Nhật Bản. Với tư cách là đội chủ nhà, Brazil được xem là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch, dù ngôi sao sáng nhất của đội bóng là Neymar lại gặp chấn thương trước thềm giải đấu. Điều này có lẽ vẫn không ảnh hưởng quá nhiều khi Brazil vẫn sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá khác. Trong khi đó Messi cùng các đồng đội cũng đang rất muốn lên ngôi vô địch giải đấu để Messi đạt được danh hiệu vô địch đầu tiên với đội tuyển quốc gia trong bối cảnh anh đã có rất nhiều danh hiệu ở cấp câu lạc bộ. Nếu là tín đồ của túc cầu giáo hẳn sẽ không thể bỏ qua giải đấu này, nhưng làm sao để có thể cập nhật lịch thi đấu cũng như kết quả, xếp hạng, các đội lọt vòng đấu loại trực tiếp, một cách nhanh chóng và tự động mà không cần phải tính toán bằng tay. Bộ lịch thi đấu Copa America 2019 thông minh dưới đây sẽ là một công cụ mà bạn không nên bỏ qua trong mùa bóng đá này. Với người dùng Android, download ứng dụng miễn phí tại đây hoặc tại đây, tương thích Android 42 trở lên. Người dùng iOS download ứng dụng miễn phí tại đây, tương thích iOS 10.0 trở lên. Sau khi cài đặt, giao diện chính của ứng dụng sẽ hiển thị danh sách của 3 bảng đấu tại Copa America 2019, với giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt. Bạn có thể nhấn vào từng bảng đấu có trong danh sách để xem lịch thi đấu chi tiết của các bảng đấu và xếp hạng hiện tại của các đội bóng có trong bảng đấu. Sau khi mỗi trận đấu diễn ra, kết quả của các trận đấu sẽ tự động được cập nhật, nếu smartphone có kết nối Internet, và thứ hạng của các đội tuyển trong bảng đấu sẽ được tự động sắp xếp. Để xem chi tiết lịch thi đấu, bạn có thể chọn tab trận đấu từ giao diện chính của ứng dụng. Tại đây sẽ hiển thị đầy đủ ngày và giờ của toàn bộ các trận đấu diễn ra tại Copa America để bạn không bỏ lỡ những trận đấu hấp dẫn hoặc những trận đấu có đội tuyển mà bạn yêu thích thi đấu. Ứng dụng sẽ tự động sử dụng múi giờ hiện tại của smartphone để hiển thị trên lịch thi đấu nên người dùng không cần phải thiết lập gì thêm. Trước khi mỗi trận đấu diễn ra, bạn có thể nhấn vào các trận đấu để xem thông tin trước trận, như đội hình thi đấu, trọng tài điều khiển trận đấu, và sau khi trận đấu kết thúc, kết quả của các trận đấu sẽ được ứng dụng tự động cập nhật, miễn là smartphone có kết nối Internet. Cũng trên giao diện chính của ứng dụng, bạn có thể chọn tab bảng xếp hạng để xem tổng thể về vị trí của các đội tuyển tại các bảng đấu, xem đội tuyển nào đang dẫn đầu và có khả năng vào các vòng trong. Thứ hạng của các đội tuyển tại các bảng đấu sẽ được ứng dụng tự động sắp xếp dựa vào kết quả sau khi các trận đấu diễn ra. Bạn cũng có thể chọn tab cầu thủ ghi bàn trên giao diện chính của ứng dụng để xem danh sách các cầu thủ đang dẫn đầu cuộc đua, vua phá lưới của giải đấu. Một ưu điểm khác của ứng dụng đó là sẽ thông báo cho người dùng được biết mỗi khi các bàn thắng được ghi tại các trận đấu đang được diễn ra. Điều này giúp bạn có thể cập nhật được kết quả của các trận đấu nếu không có thời gian theo dõi. Có thể nói đây là một ứng dụng không thể thiếu của những tín đồ đá bóng trong mùa hè, khi mà các giải đấu lớn trên toàn cầu đang trong giai đoạn nghỉ hè. Phạm Thế Quang Huy